Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay bên Mỹ là ngày mùng 3 Tết rồi, là ngày 24 Tây tháng 1 đó các bạn. Thì hiện tại thì mới có 10 giờ sáng thôi. Sáng giờ em bận, em không có quay được mấy cái clip mà đậu xe. Giờ là phải đi suốt nguyên một ngày, nên sẵn đây dịp em quay cho những cái cảnh cho bạn xem, coi trên xe lộ luôn, lâu lâu quay như vậy cho nó lạ. Thì em có làm cà phê, mà cà phê này thì hồi sáng là em uống rồi, tại đi sớm quá các bạn. Thì hôm qua là ngày mùng 2 Tết, thì phải nói là một ngày rất là vui, vì em được chị Thúy Nga tặng cho một món quà rất là đặc biệt luôn các bạn. Một món quà phải nói là chưa từng thấy trong cuộc đời của em, chưa từng thấy cái món quà mà nó khủng như vậy, nó hay như vậy, nó độc lạ như vậy các bạn. Là các bạn biết gì không? Đó chính là một cái hộp mứt. Em khi mà em nói tới cái hộp mứt á thì chắc các bạn nghĩ trời ơi, hộp mứt mà có gì đâu lạ độc, phải không? Thì nói tới hộp mứt á thì ai cũng nghĩ tới cái hộp mứt mà cái như có tròn tròn vậy nè, ha, tròn vậy đó, có mứt cái này đất nọ nọ chỏng không, đâu ai nghĩ đâu cái đó là độc lạ gì đâu, không. Mà tí nữa đây các bạn sẽ thấy cái hộp mứt nó độc lạ như thế nào, hay lắm các bạn. Lần đầu tiên em thấy trong cuộc đời em thấy cái hộp mứt mà sắc sảo khủng như đẹp, độc lạ như vậy đó các bạn. Hôm qua thì được chị Thúy Nga tặng xong rồi em có tới nhà của chị để mà lấy. Thì tí nữa đây em sẽ cho các bạn xem cái đoạn video đó. À, Wendy nhắn tin hả? Cái đoạn video đó. Thì trước khi em chia sẻ cho các bạn thì em chia sẻ cho các bạn sơ sơ những cái thông tin mà Cali phải trải qua đầu năm nay đó các bạn, thật là thảm khốc luôn. Thì trong tháng 1 này đây, California đã xảy ra 3 vụ nổ súng rất là lớn. Thì cái vụ đầu tiên đó là 6 người bị bắn chết ở hình như là gần khu Fresno. Thì trong đó có một đứa bé khoảng đâu 17 tháng. Trong đó có bị 17 tháng. Thì cái vụ án đó là cảnh sát cho rằng là cái vụ án đó là cái vụ án là liên quan đến băng đảng. Thì băng đảng thanh toán các bạn, thì liên quan cho nên họ tới tìm tới nhà, họ trả thù hay là gì đó, cho nên họ giết hết 6 người. Thì cái là cái vụ án cách đây chừng 1 tuần 2 tuần gì đó. Thì em không nhớ rõ là thời gian bao lâu, nhưng mà em biết là trong tháng 1 này nè. Rồi cái vụ án mà thảm khốc lần thứ hai, đó chính là ngày 30 Tết, đêm giao thừa. Là khoảng đâu bắt đầu từ cái sự việc cái chỗ mà cái nhảy đầm Store Ballroom đó các bạn. Thì ngày hôm qua em có cho các bạn xem đó, thì trong những người trong cái vụ đó thì có khoảng đâu 10 người bị bắn chết. Đó, 10 người bị bắn chết nha các bạn. Thì trong những số người đó có một người là chủ của cái chỗ nhảy đầm đó, và người con trai của ông chủ đó đã hy sinh chạy tới giật súng giành co với cây súng với lại cái người mà thủ phạm á các bạn, để giật súng giành co và giật được cây súng. Thì anh ta bây giờ được mọi người gọi là vị anh hùng cứu những người trong đó. Nếu như mà không có anh ta mà giật cây súng á thì chắc có lẽ rằng là sẽ nhiều người sẽ chết nữa. Thì anh ta hiện nay là một vị anh hùng, và không ngờ cái chuyện đáng tiếc nhất là ba của anh ta đã bị bắn chết trong cái đêm đó, cái đêm giao thừa đó. Và cái vụ thảm khốc này đã cái người mà thủ phạm đó thì cũng đã tự sát trong chiếc xe, giống như ngày hôm qua em kia em có nói đó, tự sát trong chiếc xe. Và cái vụ mới đây nữa là sáng hôm nay tức là khoảng đâu 1, 2 giờ, 3 giờ sáng gì đó các bạn, thì có thêm một vụ bắn nhau nữa. Đó là ở trên miền Nam San Francisco, tức là Bắc Cali đó các bạn. Nó nằm ở dưới San Francisco một tí, thì là trên là Bắc Cali. Thì cái vụ thảm khốc hồi khuya này đây là có khoảng 4 người bị bắn chết
và cái người mà hung thủ đó đã bị bắt. Và cái người hung thủ này đó là người Tàu, tại vì cái tên là Xiao gì đó em nghe không kỹ, thì Xiao Xiao gì đó, thì là người này là người Tàu đã bị bắt. Anh ta bị bắt sống nha các bạn, thì đã giết 4 người ở trong đó. Cho nên cách năm nay mới có khởi hành thôi đó, là khoảng đâu trong Cali này phải nói là gặp những cái chuyện mà không được may. Đó chính là 3 vụ thảm khốc trong lịch sử, trong vòng 1 tháng, chỉ mới 3 tuần thôi, đã bị 3 vụ trong California này, trong Cali này. Đó, các bạn thấy bên kia kẹt xe quá trời rồi, nhìn nó kẹt quá trời rồi. Trong vụ 3 này là thảm khốc này rất là nguy hiểm luôn các bạn, cho nên chưa có từng thấy mà bị như vậy. Nên thống đốc California cũng đã chia buồn với cái sự việc này. Thì cái đó là một cái sơ những cái thông tin mà muốn chia sẻ cho các bạn thấy là như vậy. Và sau đây em sẽ cho các bạn xem cái đoạn video mà chị Thúy Nga tặng em mất ngày hôm qua nha các bạn. Cái hộp mất này bảo đảm rất là đặc biệt, nhìn hấp dẫn sang trọng mà khủng khiếp lắm kìa các bạn. Cái hộp này nó rất là khủng khiếp luôn. Thì các bạn sẽ chắc có lẽ sẽ vài bữa, một hai giờ vài bữa nữa các bạn sẽ thấy cái hộp mất này xuất hiện, không có thể là xuất hiện rồi, ở trên kênh của chị Danh Hài Thúy Nga. Thì em không biết, tại vì hổm giờ em bận quá em không có để ý. Thì hộp mất này rất là đẹp luôn nha các bạn. Hôm qua mùng 2 Tết được chị Thúy Nga gọi đến mà đi lấy trầu rồi, nó đã gì đâu á các bạn, cái hộp mất nó sang gì đâu đó. Tí nữa em sẽ cho các, bây giờ em sẽ cho các bạn coi cái đoạn video đó nha. Ok, hôm nay là mùng 2 Tết thì hiện tại em đang ở nhà của chị Thúy Nga. Happy New Year cưng. Yeah. Trời ơi, nói chung là đợt này Thúy Nga Tết có gửi quà cho nhiều người lắm, nhưng mà nói chung cũng có thiếu sót. Lộc Lê sáng nay nhắn tin chúc mừng chị thì chị mới sực nhớ là chị chưa có tặng gì cho em hết. Thì thôi, đây là tặng cho em một hộp mứt to nhà bá lửa. Trời nha. Ơi. Hy vọng năm mới em cũng sẽ đỏ như cái hộp. Quá đẹp nha. Luôn, cảm ơn chị. 12 món mứt nha. 12 món luôn hả? Là ăn trong 12 tháng đó, hiểu không? Tháng Giêng ăn hộp. Nói chứ 12 này ăn lẹ lắm cưng, wow. Ngon lắm. Mứt khỏe nghe cưng. Mứt khỏe luôn. Ừ, mứt khỏe. Rồi, đây lì xì cho hai đứa con của em nè. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều nè. Lì xì nhiều vàng nha. Hy vọng năm nay em đại cát nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Lì xì cho con nhưng mà cha mẹ đại cát. Cảm ơn chị nhiều lắm nè. Năm mới cũng chúc chị vạn sự như ý, bao show mỗi tuần luôn nha. Ok, thank you cưng. Dạ, ok. Chúc em năm mới đắc show đắc chậu. Đắc show Uber đó phải không? Uber hay Grab ta? Uber đi. Uber. Và... Ủa, YouTube lâu nay anh làm đề tài gì? Thì hổm giờ thì em làm cũng tùm lum hết, nhưng mà tại Tết thì nó hơi giảm. Tất nhiên là đến YouTube mà tới Tết thì cả nước nó chậm em à, trong cái mình em. Ủa, vậy em hả? Đừng hoang mang, đừng có buồn. YouTube làm thì cũng có đợt mùa chứ Tết người ta lo nhà ai mà lo coi. Lo quá à. Tôi đây còn có mấy ngàn view. Ủa mà kìa rồi chị về, chị cũng giúp cô gì xích flat gì không? Siêu flat chị. Thấy cổ gì cũng lên lẹ ghê. Trời luôn. Trời ơi, đó trong mấy ngày mà lên mấy chục ngàn subscribe luôn á. Nhưng mà chị siêu flat đó là chưa có ý tưởng để làm YouTube. Ủa vậy hả? Nói chung là chị còn chưa có cập nhật lắm á, chị còn đang ngơ ngác lắm. phải train trời, từ cũng, từ cũng tội, cho chị. Cũng tội chị. Chứ trên con tâm thì trời ơi, quá trời đề tài hay để làm luôn. Đúng rồi. Ừ. Anh cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Ok. Đã lì xì cho hai bé và cái mứt. Đó, giờ đó. Còn cái mứt nè, đó mất tặng đó. Cho em nha. Đó. Quá đã luôn. Đó. Trời ơi, năm nay chị tặng nhiều lắm luôn. cũng thiếu sót. Nói chung ai nhắn tin chúc Tết mình thì mình nhắn mình tặng thôi. Yeah. Dạ, ok. Bye. Cảm ơn chị nhiều. À, các bạn thấy cái đoạn video cái gì tí nữa đây, cái này chỉ là chị thấy cái ngõ thôi, tí nữa đây em sẽ mở ra review cho các bạn xem cái hộp mứt này nó như thế nào nhé. Và sau đó thì mình sẽ đi tham quan khu Bô Sa cũng như đi thăm mộ của bác Tô Văn Lai, má Ngọc Đán và chú Duy Khánh. Cái mộ của má Ngọc Đán bây giờ làm lại rất là đẹp nha các bạn, cái bia rất là đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Thì tí nữa đây các bạn sẽ thấy cái mộ bia của má Ngọc Đán. Má Ngọc Đán thì năm nay khoảng 72 tuổi. Thì nói chung cái kỳ rồi thì đám ma của má Ngọc Đán thì ai cũng biết hết rồi. Thì cái bia má Ngọc Đán chết hồi tháng 2 năm ngoái, mà tới bây giờ luôn mới có cái bia các bạn. Mùa dịch mà, cho nên cái bia cũng rất là đặc biệt, đặc biệt hơn những cái bia khác. Và đầu tiên hết thì em đi thăm bác Tô Văn Lai đó. Thì bác cũng có bia,
và sau đó thăm Máy Cọc Đáng và cũng như chú Duy Khánh. Thì sau đây em sẽ mời các bạn xem cái đoạn video mà em review cái bức của chị Thúy Nga nhé. Tí đây em sẽ cho các bạn xem nhé. Ok, và sau đây là cái cây mai, cái bàn chân của nhà em đây nè. Cây mai đầy đủ hết thấy không? Và đây là cái món quà mà chị Thúy Nga đã lì xì ngày hôm qua cho hai bé. À, con mèo vàng đàng hoàng nha, đó, rất là đặc biệt phải không? Nhưng cái món quà này chưa đặc biệt bằng cái món này đâu. Đây nè các bạn. À, trời ơi nó nặng. Oh, nó nặng dễ sợ luôn á. Đây là cái món quà này mới là cái món quà đặc biệt đây nè. Chưa lần đầu tiên trong đời mới thấy cái món quà mất mà nó gì đó nha. Thấy không? Bây giờ mình sẽ mở ra. Hôm qua hồi nãy cái video các bạn thấy sơ sơ rồi không? Bây giờ mình sẽ mở ra coi nó như thế nào nha. Đây, trời đất ơi. Quả sứ dữ luôn thấy không? Đây các bạn xem nè. Mất Tết Việt đàng hoàng, coi cái hộp nè. Đó, coi cái hộp nè, bự trời bá thấy không? Đó, coi cái hộp nè, bự quá trời bự luôn thấy không? Bây giờ mình sẽ mở ra nha. 1 2 3 ta ta. Trời nó nặng quá. À trời ơi, đó đã chưa? Có cái muỗng hôm qua coi không kỹ nha. À cái này có hộp trà nữa nè các bạn. Dính chắc rồi, cái này có hộp trà nữa nè không? Hộp trà. Đây nè. Ở đây là có hộp trà. Có cái muỗng để chắc là muỗng này để múc trà. Đó, còn này là hạt dưa. Trời ơi, đứa cơ để con hộp hộp không đàng hoàng. Bởi vì bà nói 12 tháng, mỗi tháng một hộp, gỡ không ra luôn. Nó chắc quá. Cái này hạt dưa nè các bạn. Rồi mứt gừng Huế nha. Rồi ô mai mẫn cầu. Rồi hạt sen. Rồi mẫn cầu thơm. Rồi bánh tráng thơm. Trời ơi, đủ loại hết. Mẫn cầu sấy giòn. Trời đất ơi. Mứt tắc nè. Rồi ô mai nè. Rồi mẫn cầu thơm nè. Rồi mẫn cầu. Sao mẫn cầu nhiều quá vậy? Chắc này cái này là toàn là cầu không nha. Đa số là cầu, tức là cầu gì vậy? Giống như cầu tiền đủ xài nha. Cầu tiền đủ xài thôi. Như đó được rồi. Hàng này mới coi mẫn cầu không à. Bây giờ mình ăn cái gì đây? Thử một miếng thôi. Mẫn cầu giòn, mẫn cầu sấy giòn hả? Mẫn cầu sấy giòn, ok, mẫn cầu sấy thử đi. Bây giờ mình ăn thử mẫn cầu sấy nha. Trời ơi, cái hộp nè. Wow, mở ra cũng khó lắm nha. À ơi. Rất là đặc biệt luôn. Đó các bạn thấy à. Đây nè. Đây nè, thấy à. Đó. Thấy chưa? Khối lượng cái này là hai một cái hũ này là 8 ounce. 8 ounce hết đó các bạn, 8.8 ounce tức là khoảng đâu 250 gram. Có khoảng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 món. 12 món tổng cộng coi như là một thao giống như hôm qua chị Thiên Nga nói là một tháng uống ăn một món nha. Bây giờ mình khui thử cái này coi nha. Cái này mẫn cầu xé giòn nha, coi ngon không nha. À, cái này mình phải xé này ra. Đó, xé nó ra lịch sự chút xíu. Đó, cho nó đẹp đẹp một chút. Ăn thử nha. Đây. Bây giờ mình ăn thử nha. Trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Ôi trời ơi, còn kính nữa nè, thấy không? Đó. Đây nè. Trời đất ơi, cứng ngắc luôn. Đóng kính quá trời kính luôn. Wow. Wow, wow, khui ra. Ăn liền nha chị Thúy Nga ha. Cảm ơn chị nhiều lắm nè. Giờ là năm nay mình cần cầu ha. Mình cầu đi, cầu sẽ thành công. Đây nè, đó, này mất mẫn cầu sấy giòn nha. Nghe coi nó ngon cỡ nào. Ăn thử một món thôi, nhìn mấy cái này thèm quá. Ăn hết chị không nổi. Đây. Chà, kính dễ sợ luôn á. Nè các bạn. Nè, mẫn cầu nè. Sấy giòn. Ủa sao thấy mềm xèo vậy? Đây nè các bạn thấy à, đó, hấp dẫn chưa? Làm chảy nước miếng hết rồi. Giờ em ăn thử nha. Ngon. Ăn nhớ nhả hộp nha các bạn. Này mẫn cầu tươi đàng hoàng nha. Rất là ngon. Đó. Một lần nữa cảm ơn chị Thúy Nga nè. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quá đã luôn. Giờ bỏ vô lại. Để cho nó đẹp. Thấy không? Bây giờ cho nó đẹp. Trời ơi nó ngon.
Ngon dễ sợ đó. Trời ơi, bỏ vô cũng khó khăn đó. Đó, nguyên một hộp này luôn các bạn. Không biết bao nhiêu tiền nữa nhưng mà chắc có là rất là mắc nha, không có rẻ đâu. Coi nè các bạn. Đó, năm nay làm có lọc rồi, đầu năm có lọc phải không? Kiểu như sáng mùng 1 Tết rồi được anh Đan Trường chúc Tết rồi nè. Giờ được nhiều anh chị em nghệ sĩ chúc Tết và được chị Thúy Nga tặng cái này nữa nè. Đó, hôm nay là coi như là may mắn lắm nha. Đóng lại, hộp quá xá đã luôn. Quá đẹp, quá sang luôn các bạn. Thấy không? Cái hộp quá sang luôn ha. Đó, quá sang luôn. Ok, và sau đây em sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài Bô Sa để mà thăm cái Bô Sa ngày mùng 2 Tết ngày hôm qua nha. Và cũng như đi thăm mộ bác Tô Văn Lai và má Ngọc Đán và cũng như chú Duy Khánh. Bây giờ mời các bạn đi nhé. Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến và cũng như các bạn thân mến nha. Hiện tại bây giờ là em đang ở ngoài đường. Hôm nay là chiều mùng 2 Tết rồi các bạn. Thì sáng giờ bận quá, chưa có đi được chùa nữa. Có công việc nhiều quá, chưa được chùa, cho nên bây giờ tranh thủ thời gian để mà chạy một vòng khu phố Việt Nam. Và cũng như nếu có thời gian thì sẽ đi thăm mộ bác Tô Văn Lai và má Ngọc Đán luôn, cũng như chú Duy Khánh. Nếu em có thời gian đi đủ thì hiện tại bây giờ là em đang ở từ khu Golden Road bắt qua tới khu Westminster luôn, cho các bạn xem những cái cảnh mà mùng 2 Tết ở đây như thế nào nha. Hiện tại đây là trên đường Newland nha các bạn. Hiện tại đây là trên đường Newland. Thì hôm nay thì giờ này cũng là giờ cái trường học đi ra lớp đó các bạn. Cho nên các bạn sẽ thấy tí nữa các bạn sẽ thấy những học sinh đi bộ trên đường đó. Thì cái đường này đây là cái đường này phải nói là nó không có dài lắm, nó rất là ngắn, đường Newland. Thì nó khoảng đâu đi chừng cuối đường Newland ở hướng này đó là đường Golden Road. Và đi hết cuối đường về cái hướng thẳng dưới đó đó, để hướng em đang đi đó là dưới sẽ nó nhập qua đường Bushaw, sẽ nhập qua cái đường Bushaw ngoài biển đó các bạn. Thì các bạn xin lỗi, cái đường Newland là đi thẳng luôn tới đường tới biển luôn, đường Bushaw mới là nhập vô Brookhurst, xin lỗi em nhớ lộn. Thì đường Newland này các bạn đi đâm thẳng dưới xuống biển và đâm thẳng cuối đường ngược lại đó thì sẽ tới cái đường Golden Road. Thì hiện tại bây giờ là khoảng 3 giờ chiều, gần 3 giờ chiều rồi các bạn. Bây giờ em sẽ cho các bạn xem những cái khung cảnh ở bên đây họ mùng 2 Tết Việt Nam chúng ta ăn như thế nào nha. Hồi sáng thì em cũng có đi sơ qua, đi ngang qua Phố Lộc Thọ sơ sơ thì cũng rất là nhiều người đốt pháo, thấy xác pháo đó nhiều lắm. Bây giờ thì mình sẽ đi từ hướng này và mình sẽ đi ngang qua khu Phố Lộc Thọ coi mùng 2 Tết như thế nào nha các bạn. Thì tí nữa đây các bạn sẽ thấy cái tu viện Đại Bi đó các bạn. Thì tí nữa đây nó sẽ nằm bên tay trái của các bạn. Thì đó là cái đường này là đường Newland nha các bạn, cái đường đất mớ. Newland tức là đất mớ đó các bạn. Thì đó các bạn thấy bên trước các bạn chưa? Đó là tu viện Đại Bi đó các bạn, đây nè. Đó các bạn thấy chưa? À, tu viện Đại Bi đó các bạn, đó tu viện Đại Bi đó. Đó chúng ta vừa mới đi ngang qua tu viện Đại Bi đó các bạn thấy không? Đó. Thì bây giờ thì học sinh đi về rất là đông. Tí nữa em sẽ đi ngang qua cái trường gọi là cái trường này là cái trường tiểu học, là từ lớp 6 cho tới lớp 8 đó các bạn. Từ lớp 6 tới lớp 8 đó, các bạn thấy học sinh băng qua đường không? Thì có những người mà mặc áo xanh xanh đó đó, cầm cái bảng stop sign đó, là khi mà họ dơ lên đó là mình không được quẹo phải nha các bạn, mình phải nhường người đi bộ hết. Đó, cái trường tiểu học người ta đi học ra đó các bạn, đông lắm. Đó, trường tiểu học, trường này, cái trường tiểu học này đây đó là trường gọi là trường Warner đó các bạn. Warner Middle School là cái trường tiểu học đó, đó là trường Warner Middle School đó các bạn. Trường này thì chỉ có từ lớp 6 cho tới lớp 8 thôi nha. Lớp 6 tới lớp 8 thôi. Khi mà các bạn lên lớp 9 á thì là họ sẽ đổi qua trường trung học, tức là lớp 9 trung học gọi là high school đó các bạn. Tức là từ lớp 9 cho tới lớp 12 là gọi là high school. Thì bây giờ mình sẽ đi ngang qua trường này đây. Trường này năm xưa thì nó cũ kỹ lắm,
Bây giờ thì họ đã tân tiến lại, cho nên nhìn cũng khá đẹp. Đó, những cái máy tôn mà trên nhà đó là toàn là solar, không, đó là toàn là năng lượng mặt trời không đó. Thì thông thường có khi mà mình đi tới cái trường học đó là mình chỉ chạy được tốc độ khoảng đâu 25 dặm 25 mai một giờ thôi nha các bạn. Mình chạy hơn thì cảnh sát sẽ phạt mình. Có thể là mình chạy nhiều xa nhiều quá, cao quá đó, thì cảnh sát có thể tịch thu cái bằng mình luôn, là mình không được chạy trong khu học sinh, lúc mà học sinh về là mình không được chạy quá tốc độ 25 mai, rất là khó, rất là nguy hiểm. Đó, xe học sinh mới giờ ra đó bạn. Thì cái đường đằng trước đây sắp tới đó là cái đường gọi là đường Haza. Đường Haza đó các bạn. Haza, mình qua khỏi cái đường Haza đó là mình sẽ tới cái chùa mà sư cô Bích Liên ở, là cái gì đó, cái gì để là chữ Bích Liên gì đó, Monastery gì đó các bạn. Tí nữa đây mình đi qua khỏi cái đèn đỏ này đây thì các bạn sẽ thấy được cái ngôi chùa của sư cô Bích Liên. Thì giờ này đi thì nó rất là kẹt xe nha các bạn, tại vì học sinh á, cho nên rất là kẹt xe. Đó, thì đây nè, mình sẽ đi ngang qua chùa của sư cô Bích Liên này nè các bạn. Đó, đó cái căn nhà bự bự chà bá đằng trước đó các bạn thấy không? Đó, căn nhà này nè, đó, căn nhà đó đó. Thấy chưa? Đó, sân nhà đó đó. Đó, nhà đó đó là của sư cô Bích Liên đó các bạn. À, không thấy để bảng nữa, chắc là bán rồi quá. Chắc là sư cô đã bán rồi quá, không thấy để bảng chùa nữa. Vậy chắc là cổ đã bán cái căn đó rồi. Chứ lúc trước đó là để cái để bảng là Bích Liên Monastery vậy đó các bạn. Tức là chỗ tu học của Bích Liên đó. Thì mình đi giờ này thì thường thường rất là kẹt xe, tại vì học sinh ra mà các bạn. Thì đằng cái đường kế tiếp ở trước nữa đó là gọi là cái đường Bô Sa. Đường Bô Sa thì các bạn ai cũng quen thuộc, thấy nghe quen quen phải không, chữ Bô Sa nghe quen phải không. Chữ Bô Sa là cái khu, cái đường chính là tên Việt Nam á, được cái tên khác đặt đó là Đại lộ Trần Hưng Đạo. Đại lộ Trần Hưng Đạo là đường Bô Sa đó các bạn. Đó, đường Bô Sa này đây thì chúng ta sẽ quẹo trái để đi về hướng khu Phước Lộc Thọ. Thì cái đường này đây là được gọi là Đại lộ Trần Hưng Đạo. Thì cái đường này một trong những cái đường chánh mà Việt Nam chúng ta tụ tập ở đây phải nói là khá là nhiều. Thì bây giờ mình quẹo trái đây. Đây là cái nhà thờ của Hàn Quốc đó các bạn, Chúa Giêsu yêu bạn, cái đó là thờ của Hàn Quốc đó các bạn. Thì đằng trước nữa, bây giờ mình đang trên đường Bô Sa rồi, và ở đây là trung tâm Thúy Nga, bên đó nhà, căn nhà đông đó là của trung tâm Thúy Nga đó các bạn. Trung tâm Thúy Nga hay thâu nhạc hay là quay những cái mà trong phòng nó có dựng cảnh được, quay những cái mà cũng như là music box hay gì đó, lâu lâu có quay trong đó. Thì cái đó là một cái căn nhà thôi các bạn. Thì đây là trên đường Bô Sa, mình chạy thẳng, khi mà đèn xanh á, thì mình chạy sẽ tới qua bên, mình sẽ đi ngang qua cái khu bên tay phải á, sẽ là cái khu chợ ABC nha các bạn. Đó, thì bây giờ quanh khu này đây là khu chợ ABC đây, qua khỏi chiếc xe xanh này thì là sẽ là khu chợ ABC. À, các bạn thấy à, đây là khu chợ ABC đây. Thì trong đây thì có rất là nhiều quán ăn nha các bạn, đủ thứ hết, bún rồi tùm lum hết. Đó, khu chợ ABC đó. Ở đây thì nói chung là mấy ngày nay người ta chạy rất là ẩu, cho nên phải cẩn thận một tí xíu. Giờ này đi chắc cũng khá đông xe. Đó, mình đã tới qua đường Magnolia rồi đó các bạn. Thì ở đây là khu về thuộc trung tâm khu của Phước Lộc Thọ. Đây công tư điện tử Teletron đang có những cái chương trình ca nhạc cho người ta coi đây nè các bạn. Đó, đó, thấy không, hôm nay không biết có ai hát nữa đó. Trung tâm điện tử Teletron đang tổ chức cái ca nhạc ở đó đó các bạn. Thì ở đằng trước các bạn là khu Phước Lộc Thọ. Các bạn thấy ngoài dưới đường không, sát pháo đầy luôn ha, đỏ quét luôn ha. Đó, sắc pháo đỏ quét luôn, rất là nhiều. Đó. Thì nguyên cái khu này đây là trung tâm tập trung người Việt Nam là đông nhất nha các bạn. Hai bên đường ở đây nữa nè. Đó.
bên đó thì sát pháo cũng đổ quét hết, chỗ nào mà thương mại đó thì họ đều phải nói là đốt pháo hết luôn nha các bạn. Thương mại nào cũng có đốt pháo hết đó, đông lắm các bạn thấy chưa. Và ở đằng trước chúng ta là đường Busan, và qua cái đường Busan này đây là có rất là nhiều tiệm ăn. Bên phải của các bạn là có những tiệm ăn và tiệm khai thuế, rồi nói chung là tiệm nước là đầy đủ hết, có ngân hàng Wells Fargo, nói chung là đầy đủ hết đó các bạn. Thì bên tay trái đối diện với cái khu mà Lục Đỉnh Ký á, thì là khu quán ăn của Thành Mỹ. Cái tiệm Thành Mỹ đó là một trong những cái tiệm mà có phải nói là lâu đời đó các bạn, rất là lâu đời ở đây. Hôm nay làm cho các bạn đi tham quan hết nguyên khu này luôn ha. Mình đi vòng tới đường Brookhurst xong mình quẹo xuống hướng đường Talbert và mình đi thăm mộ của bác Tô Văn Lai. Đó, cái đài hôm nay là mùng 2 Tết nha các bạn, ngày 23 tây tháng 1. Nói chung là cái khu trong khu Lục Đỉnh Ký á, nó có rất là nhiều quán ăn. Trong đó có Lục Đỉnh Ký, rồi có mì bán hủ tiếu, mì và cơm tấm rồi tùm lum hết, nhắc tới là đói bụng chưa ăn được các bạn. Hôm nay là sáng giờ là bận suốt luôn, giờ về đi đổi là cái máy wifi ở nhà nó bị hư á các bạn, cho nên phải đem đổi. Không thôi là tụi nhỏ nó không có wifi để mà nó coi. Công nhận cuối năm 30 Tết thì bị hư tủ lạnh, giờ mùng 2 Tết thì bị hư cái máy wifi. Đó các bạn đó, thấy không? Đây là cái khu tập trung đây. Bô xa rất là đông. Đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều quán ăn nha các bạn, rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như bên đây là có quán cơm tấm Phở Thanh, rồi có tiệm The Loop rồi nữa đó các bạn. Đó, The Loop rồi nữa đó. Đó rất là nhiều thấy không? Đó tiệm đó. Và ở đây thì mình có những cái tiệm bên đây đỡ ăn nữa, có tiệm những tiệm massage nữa nha các bạn. Và trong khu trong đây là có cơm tấm Thành, mình mới vừa đi ngang qua khu cơm tấm Thành đó các bạn. Cơm tấm Thành là một trong những cơm tấm phải nói là rất là khá nổi tiếng ở đây. Bây giờ mình sẽ quẹo xuống đường Brookhurst. À, quẹo xuống đường Brookhurst. Và cái khu này đây là đã bỏ trống mấy năm, bây giờ họ mới xây xong được cái khu apartment này nè các bạn. Đó rất là đẹp thấy không, khu apartment đó rất là đẹp, là trên đường Brookhurst với lại đường Bosa đó các bạn, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là em đang ở trên đường Brookhurst rồi. Ở đây thì mình cũng sẽ đi ngang qua rất là nhiều khu thương mại Việt Nam, thương mại của người Việt Nam đó các bạn. Rồi những cái khu mà bán phở rồi tùm lum hết, có chợ rồi nữa. Ở đằng trước các bạn đó, ở bên tay phải đó sẽ là tới cái chợ, gọi là cái chợ hình như chợ Hòa, không phải chợ Hòa Bình, chợ Sài Gòn City. Sài Gòn City trong đó đó các bạn. Đó trong đó đó. Và đối diện Sài Gòn City đó thì có những cái tiệm chẳng hạn như phở 54. Phở 54 giờ Carfish rồi tùm lum hết các bạn, giờ mua vé số rồi tùm lum hết đó các bạn thấy không? Đó bên đó đó là khu phở 54 đó. Phở 54 này có rất là lâu đời rồi nha. Và ở đằng trước các bạn á, là trước khi tới đèn đỏ là có cái tiệm Seven Leaf, là cái tiệm gọi người ta gọi là cà phê 7 lá đó các bạn. Đó, người ta gọi là cà phê 7 lá. Thì mình qua luôn cách tới cái đèn đỏ này, là cái đèn đỏ đằng trước là cái đường Mạch Pha Đình. Thì qua luôn cái đường Mạch Pha Đình đó thì sẽ tới cái khu bên phải á, là có những cái bánh mì chè Cali, rồi có những quán ăn cũng hấp dẫn lắm. Đó bánh mì chè Cali đó các bạn thấy không? Thấy không? Đó bánh mì chè Cali đó. Đó. Và bên đây thì có những cái tiệm quán cà phê, người ta gọi là cà phê Factory là một trong những tiệm cà phê mà nổi tiếng ở đây, là có rất là nhiều người tụ tập. Còn đây có quán hộp nữa, mà hồi xưa đó là phở Quỳnh Bắc Quỳnh, cái quán hộp đó hồi xưa chỗ đó là chợ phở Bắc Quỳnh đó. Và bây giờ đằng trước của chúng ta
là sẽ đi về hướng của biển. Đằng trước sẽ có một cái công viên gọi là công viên Miles Square Park. Cái công viên Miles Square Park đó là một trong những cái công viên mà lớn nhất ở đây, tức là khoảng đâu một cây số, một cây số 6 vuông đó các bạn. Chiều dài đó là nó là hình chữ vuông, là mỗi góc đó là một cây số 6 đó. Ở đây là cái Miles Square Park đây các bạn, đó cái công viên đó, đó là cái công viên này rất là bự nha. Và đối diện với cái công viên á thì sẽ có những cái quán ăn chẳng hạn như Prodor. Đó, Prodor mình mới vừa đi ngang qua. Và trong cái khu Prodor này đây thì sẽ có Sài Gòn City, Sài Gòn Grand Center, tức là hồi xưa đó là Sài Gòn Performing Arts, nhưng bây giờ thì họ đổi thành Sài Gòn Grand Center, là chắc là đổi chủ rồi. Cho nên mới gọi là như vậy. Thì bây giờ là mình chạy, hồi nãy giờ các bạn thấy không, mình chạy chưa qua được cái công viên đó, thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi về hướng dưới đó. Hồi nãy quên quẹo đây cho nó đỡ kẹt xe, chứ bây giờ đi xuống ở hướng này nó kẹt xe lắm. Hồi nãy quên. Đó, bên phải của chúng ta đó có những cái quán chai, chẳng hạn như quán chai gì cũng khá nổi tiếng mà không quên tên rồi. Bây giờ nó kẹt xe rồi các bạn thấy không? Nó kẹt xe dài quá cho nên em ăn gian, em chui. Em chui. Chứ đi đó là nó sẽ rất là đông. Bây giờ mình đi hướng này nó sẽ nhanh hơn, còn đi hướng đó nó đông quá. Tức là nãy cũng may có cái chỗ mà mình quẹo, với bạn không có chỗ quẹo là coi như dính cứng luôn. Không thôi là thua. Nãy giờ cũng né được một khúc đường rồi các bạn. Không thôi là nó rất là kẹt xe. Đường này tới đường Slater rồi. Thì cái đường này đây là đường McNally ấy, đường Slater. Thì mình đi cái đường khác rồi, hồi nãy cũng ngoài quẹo kịp. Không thôi là kẹt cứng luôn á các bạn. Thì mình đang trên đường, hiện tại là mình đang trên đường Magnolia, thì mình sẽ chạy tới đường Talbert rồi mình quẹo phải. Tới Talbert quẹo phải đó các bạn. Ok. Đi bây giờ mình trên đường tới chỗ của Bác Tô, cái mộ của Bác Tô Văn Lai. Thì hiện tại bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi các bạn. Em ráng quay thêm vài cảnh cho các bạn xem. Tới mấy thăm mấy cái mộ cho các bạn xem rồi sau đó em về ăn cơm, em đi công việc tiếp rồi. Nói chung thì mấy ngày Tết mà lu bu dữ lắm các bạn. Cái đường, cái khúc dưới đây thì ít có người quay cái khúc dưới đây lắm. Tại vì khúc dưới đây là nó xa cái khu chợ Việt Nam, cho nên ít có ai mà xuống tới đây lắm. Thì đường trước là đường Talbert rồi đó các bạn. Thì mình sẽ quẹo phải. Đó, đường Talbert rồi đó. Mình sẽ quẹo phải đây. Giờ mình chạy qua luôn đường Newland. Thì mình sẽ thấy cái nghĩa trang nằm bên tay phải. Khi mà dơ stop lên hết á là bắt đầu mình phải ngưng lại, không thôi là nó phạt mình dữ lắm các bạn, những người mặc áo xanh á. Họ phải để bảng xuống thì mình mới được đi, chứ không thôi là mình bị phạt nặng lắm, cho người đi bộ đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi tới đường Newland đằng trước. Đó, Newland đó các bạn. Các bạn biết mấy cái nhà bên Mỹ đây đó, nó họ toàn là nhà thấp thấp không à. Cho nên có nhiều người mà nghịch sống ở Việt Nam mà sống quen rồi các bạn. Mấy người mà sống thấy những cái tòa nhà mà cao á, cái cao tầng này là thấm quen rồi, cái họ qua Mỹ nó nói ủa tại sao nhà bên Mỹ sao mà nó nhỏ xíu vậy, nó thấp chủm vậy.
Nha, đúng rồi, thì cái kiểu xây ở bên phương Tây là nó là như vậy đó, bên Mỹ là nó như vậy. Tất cả nhà ở đây xây đều bằng gỗ hết, chứ không có kiểu như mà xây bằng bằng gạch như ở Việt Nam. Bên đây tất cả đều xây bằng gỗ hết nha các bạn, chứ không có gạch. Tất cả nhà đều xây bằng gỗ. Có nhiều người ta du lịch qua đây người ta đâu có biết đâu, cho nên người ta nói sao nhà bên đây thấp quá, nhà bên đây nhỏ quá. À, bây giờ xanh là mình chạy tới cái mộ của bác Tô Văn Lai, cũng sắp tới, sắp sửa đến rồi. À, sắp sửa đến rồi, mình qua cái khúc này là tới đường Beach ở đằng trước. Nhưng mà trước khi tới đường Beach thì nó sẽ có một cái ngõ quẹo vào, sẽ có một cái ngõ quẹo vào đó. Để coi khúc nào đây. Ở đây là những cái khu gì rồi. À, chắc ở đây nè các bạn. Không để ý là mình quẹo hụt liền á. Đó, ở đây nè các bạn, thấy không? Không để ý là quẹo hụt liền. Đó, khu này là cái khu của Bắc Tô Văn Lai chôn đây. Thì hôm nay là mùng 2 Tết, tới thăm bác luôn. Đó, các bạn thấy những cái nghĩa trang chưa? Nó vậy thôi à, thấp chấm à. Đó, giờ mình quẹo ở đây thì mình sẽ tới thôi. Quẹo ở đây nè các bạn. Đó, mình quẹo ở đây thôi. Đó, thì mình tới thăm bác. Đây, mộ của bác Tô Văn Lai đây nè. Đó là toàn mộ của bác Tô Văn Lai. Ở đây có cái chậu đó mình để hoa đó. Xe nào cũng có cái chậu hết. Thì mới vừa thăm mộ của bác Lai xong. Bây giờ mình chạy qua thăm mộ của Má Ngọc Đán nha. Bây giờ mình đi qua thăm mộ của Má Ngọc Đán đây. Mộ của Má Ngọc Đán thì chôn ở chỗ khác, chứ không có phải ở chỗ này đâu các bạn. Chôn ở chỗ khác. Bây giờ thì mình đi đây. Các bạn coi nghĩa trang mà có Việt Nam thì Tết rồi đó. Là người ta, nghĩa trang có Việt Nam thì Tết rồi đó. Là người ta hay chân bông luôn, các bạn thấy không? Đó, bông quá trời bông luôn, thấy không? Bông đầy hết. À, bông nó không lên giá sẽ được, tại Tết ai cũng cần bông hết. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, bông quá trời bông luôn nè. Đây nè. Đó, bông quá trời bông luôn. Ngập tràn hết. Một chậu như vậy á, một chậu vàng, một cúc vàng của trong Costco á thì chỉ bán có 14 đồng 99, đại khái 15 đồng thôi các bạn. Còn ở chỗ Việt Nam bán là còn vào 30, còn mấy chậu nhỏ này không á là mười mấy đồng đó các bạn, nhỏ xíu mà mười mấy đồng đó. Các bạn thấy hoa cúc quá trời không? Cho nên ai mua bông á thì tranh thủ vào trong Costco mua đó, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bây giờ mình đi qua thăm Má Ngọc Đán nha. Tí nữa đây thì các bạn không biết em đi qua cái nghĩa trang của thú mèo chưa? Hình như chưa qua quá. Nó có một cái nghĩa trang riêng cho những con thú, con mèo đó các bạn. Để em coi khúc nào đây, hình như là ở đâu đây chắc? Hay là nó qua rồi ta? Không biết em có đi qua chưa nữa, em nhớ vòng vòng đâu đây có một cái nghĩa trang cho những con chó, con mèo đó các bạn. Chắc là trước quá. Em coi em không có nhớ rõ. Đây coi có phải đâu đây không, hay là em đi lố rồi. À, chắc là dưới kia quá. À, không thấy, vậy là để dưới kia rồi. Hồi nãy là xuống đi ngược về hướng kia thì mới có, còn hướng này thì nó không có thu nghĩa trang cho chó mèo. Em coi đúng rồi, đi sai rồi.
Nhưng chạy ngược về đó các bạn, cái này làm đi thẳng về cái hướng của đường Quick Family. Còn nếu như mình đi ngược lại nữa thì sẽ có một cái nghĩa trang chỉ dành riêng cho những con thú thôi nha các bạn. Nó hay chỗ đó đó. Ở đây cũng có nghĩa trang nè, cho chó mèo nè, giờ khách sạn cho chó mèo nữa các bạn. Ngộ lắm. Mấy con mèo ở đây nha các bạn, chưa ai biết á, mấy con mèo ở bên Mỹ đó, mấy con chó ở bên Mỹ là nó rất là ưu tiên. Nó ưu tiên hơn đàn ông nữa các bạn. Thì bây giờ thì chắc có lẽ đi qua rồi quá, hay là trước nữa em không nhớ, để em đi thêm một đoạn đường nữa coi có đúng hay không. Để em nhớ nó vòng vòng khúc này thôi, nhưng mà không nhớ nó nằm ở cái đường nào. Ở đằng trước chúng ta là tới đường Warner rồi, cũng như qua đường Warner mà không có nữa là coi như là đại loại nó đi ngược về hướng kia. Để em coi có hay không. Chắc là đi ngược về hướng kia nó mới đúng. Coi phải không nha. Ở đây là đường Warner rồi nè các bạn. Cái đường Warner này cũng là một trong những cái đường phải nói là rất là dài. Dài lắm. Rồi đi sai rồi các bạn. Không phải đâu, không phải hướng này. Vì cả cái hướng nghĩa trang của chó mèo thì đi ngược lại. Đó, mạch đơ nổ ở đâu nó cũng có hết. Ok. Mình đã đi lố qua cái mình chưa, hồi nãy là mình đi không đúng chỗ của nghĩa trang chó mèo. Cũng qua cái đường này thì sẽ tới khu chợ Thuận Phát mà em quay mùng 1 Tết em quay đốt pháo múa lân đó các bạn. Đó, cái trên đó cái cầu này đây là cái cầu Freeway 405. Thì qua cái đường đèn đỏ đằng trước là tới cái chợ Thuận Phát. Đó, thì đằng trước đây bên tay phải đây nè các bạn là khu chợ Thuận Phát mà hôm qua múa lân đốt pháo em quay mùng 1 Tết cho các bạn xem đó, khu chợ đó đó. Thì trong khu này cũng có rất là nhiều nhà hàng, chẳng hạn như là bánh mì Linda Trang Đại, rồi chòm chim, bồ đề định tâm trai chẳng hạn, giờ liên hoa tùm lum hết, giờ có shop anh Ngọc Châu ở trong đó nữa, đủ thứ hết, đầy đủ hết, cái gì cũng có. Thì đằng trước đây là sẽ tới đường Bô Sa. Cái đường Bô Sa này mình hồi nãy là mình đi từ Magnolia, còn bây giờ mình vòng qua đường Bích rồi tới đường Bô Sa lại. Thì bây giờ mình sẽ quẹo trái đường Bô Sa, mình đi vô trong nhà hoàng Pick Family đó. Bây giờ mình quay trái nè các bạn. Mình quay trái thì mình sẽ qua được. Đó, quay trái đây. Thấy không? Vẫn còn vàng. Như mình đi sau chiếc xe kia đó là coi như mình thua. Thua chắc luôn. Đó, thì ở đây là mình tới nghĩa trang rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quẹo qua trong cái nhà hoàng nha. Đây, mình sẽ quẹo vô đây. Quẹo vô đây. Quẹo vô đây. Thì đi vòng qua hướng này. Giờ mình sẽ đi qua bên khu mộ của má Ngọc Đán. Ở đây thì nó rất là nhiều phòng, khoảng 5 phòng tổng cộng. Đó, những chiếc xe đằng trước đó các bạn, là những chiếc xe mà họ chở quan tài. Và lâu lâu các bạn thấy xe chở xác trong đây nữa. Đó, bây giờ thì mình đi vào đây. Hôm qua thì mùng 1 Tết ở đây rất là đông nha các bạn. Rồi có hai chợ hụ chạy lên đâu, tại đây mình phải đường cong đó các bạn, mình phải nhường qua nhường lại.
lỡ như họ chạy lên mà đi chạy lấn vô cái land mình nó coi như là một cái rầm, nhưng mà nếu như họ để ý thì sẽ không phải nhường qua nhường lại, còn không để ý thì sẽ nguy hiểm. Đó. Thì mình đã cũng đông lắm nha, đông lắm các bạn. Đó, đông lắm, thấy không? Tới đây đậu đây đi, tới về cho nó dễ. Thì mấy lần trước là chưa có mẫu bia, không biết kỳ này là sẽ có mẫu bia chưa nữa, để đi coi thử cho có con mán ngọc đáng có mẫu bia chưa nha. Đây có bia rồi nè các bạn, quá trời đẹp luôn. Wow. Đây mán ngọc đáng này nè. Nghệ sĩ ngọc đáng. Có bia rồi. Hướng thọ 72 tuổi. Ngọc mai sáng trong viên ngọc quý, đáng để bao người luôn nhớ thương. Sân khấu đêm nay chẳng sáng đèn, màn nhung khép lại ghế vắng tên, vai diễn một đời vừa kết thúc, ngậm ngùi thương tiếc ngọc đáng ơi. Cổ nhạc phương Nam đồng lập một. Wow, đẹp quá. Cái bia này rất là mắc nha các bạn, cái bia này chắc em nghĩ cũng cả chục ngàn, chục ngàn đó. Bạn có lúc trước bạn em cũng làm một cái cho má của bạn em cũng là cái bia giống gì, thì của ảnh ổng là chắc 5-6 năm về trước rồi đó, hơn á, hơn 5-6 năm về trước là khoảng 7.500, gần 10.000, thì bây giờ chắc cỡ 10.000 quá. Đẹp quá, em thấy không? Đẹp quá ha, rất là đẹp, đẹp quá. Bây giờ thì mình qua thăm chú Duy Khánh nha. Mẫu chú Duy Khánh thì cũng đã thăm vài lần rồi, thì hôm nay cũng sẵn việc mùng 2 Tết tới thăm luôn. Các bạn thấy bông chưa, nơi đâu cũng là bông cúc quá trời luôn, thấy không? Đó, bông cúc đó đầy nghẹt hết. Hiện tại hôm nay là mùng 2 Tết nha các bạn, là khoảng 3 giờ 40 chiều. Mình đi qua đây thì mình sẽ tới cái mộ của chú Duy Khánh. Cái chỗ đó chỉ là để hủ, cái chỗ mà để họ đỡ cho thôi. Chiều đây không là hửi được mùi pháo rồi. Cái đây người ta cấm đốt pháo mà vẫn đốt chứ thường. Này, cái mộ của chú Duy Khánh đâu đây nè. Đây, đằng trước này các bạn. À, mùi pháo quá trời. Đó, Nguyễn Văn Điệp, ca sĩ Duy Khánh, năm 1936 tới 2003. Đó, mộ của chú Duy Khánh ở đây. Cái này chỉ là cái hũ mà để hũ cho thôi nha các bạn. Có người mới tới đây thăm chú nè. Bông quá trời nè các bạn ha. Nhang mới vừa đốt luôn. À, ở đây đậu xe hai bên hết. Khó mà đi ra nha, phải vòng lại. Coi như là kết thúc một cái hành trình đi thăm mộ. Thì đại khái coi như hôm nay mình đã kết thúc một cái hành trình mà đi thăm tất cả mộ của những người của bậc tiền bối đó các bạn.
thì bây giờ em về ăn cơm xong em đi tiếp rồi. Em cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái đoạn video này nha. Và mến chúc các bạn mùng 2 Tết thật nhiều sức khỏe, đồng ấm và hạnh phúc. Đặc biệt nhất là sức khỏe là phải mạnh khỏe nha các bạn. Mạnh giỏi, mạnh khỏe, lúc nào cũng có sức khỏe thì nó sẽ có tất cả. Bây giờ em đuối quá, em đi nguyên một ngày luôn đó các bạn, đuối quá rồi. Thôi em xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nha. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết nha. Bye bye.